Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sự kiện từ sàn Huobi Robank chọn Euro 2020 yêu thích của bạn giành giải thưởng lên đến 400.000 đô la nha các bạn. Thì sự kiện này nó diễn ra vào ngày 11 tháng 6 và kết thúc vào ngày 24 tháng 6 nha các bạn. Thì tổng giải thưởng nó như sau nè các bạn. 400.000 đô la khổng lồ của chúng tôi cho các đội yêu thích của bạn và nhận phần thưởng của bạn. Đây là hoạt động 1 dành cho những tài khoản cũ đăng ký và KC nha các bạn. Còn đối với những tài khoản mới thì tham gia được hai hoạt động luôn các bạn. Hoạt động thứ hai là dành cho người dùng mới, yêu cầu phần của bạn trị giá là 30.000 USDT nha các bạn. Thì nhận phần thưởng, nhận phần 20 USDT của bạn, 20.000 USDT của bạn bằng cách hoàn thành cái nhiệm vụ sau nè. Các bạn đầu tiên các bạn cần phải đăng ký một cái tài khoản trên sàn Huobi nha các bạn. Thì liên đăng ký sàn Huobi mình có để phần link mô tả đó, rồi các bạn xác minh danh tính các bạn. Đây thì thứ ba sự kiện thứ ba thì chắc các bạn không có bạn nào làm yêu cầu được các bạn, mình chỉ tham gia được sự kiện thứ nhất thứ hai thôi các bạn. Rồi sau khi các bạn có tài khoản trên sàn Huobi của bạn xong thì các bạn nhấp vào cái liên kết này nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại cái UID trên sàn Huobi của bạn cho tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn đăng ký KC xong xuôi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn copy UID này nè các bạn. Bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút vote. Đây thì có những đội bóng yêu thích như Russia, Australia, Úc, Tây Ban Nha, Tang được tùm lum chứ. Các bạn chọn đội nào các bạn chọn các bạn. Để mình chọn đội thằng Pháp. Wallet. Huobi phần để mình dịch qua các bạn. Nga, Áo, nước Hà Lan, gà Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ba Lan, cộng hòa Séc, nước Bỉ, Slovakia, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Tây Ban Nha, nước Đức, nước Ý, Bắc, nước Anh, nước Pháp. Các bạn chọn nước nào tùy các bạn nha các bạn. Các bạn yêu thích nước nào thì mình yêu thích thằng Pháp thì mình chọn nước Pháp nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút một gỡ đi là xong nha các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia sự kiện ăn chia tổng giải thưởng 400.000 đô la từ sàn Huobi Robank đến em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.